Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hậu Radio. Hôm nay kênh Nguyễn Hậu Radio tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn những câu đố vui. Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố nha. Chúng ta cùng đến với câu đố đầu tiên. Câu 1. Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng nha? Mỗi câu sẽ có 30 giây để trả lời. Nguyễn Đức Hậu xin đọc lại. Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng nha? 30 giây bắt đầu nha quý anh chị. Bấm giờ cho quý anh chị và các bạn này. Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng nha? Hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là con dao nha, con dao nha quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ hai này. Cái gì hai lỗ, có gió thì sống, không gió thì chết? Cái gì hai lỗ, có gió thì sống, không gió thì chết? 30 giây bắt đầu. Cái gì hai lỗ, có gió thì sống, không gió thì chết nha? Hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là lỗ mũi nha, lỗ mũi nha quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ ba này. Xe nào không bao giờ giảm đi? Xe nào không bao giờ giảm đi nha? 30 giây bắt đầu. Hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là xe tăng nha, xe tăng nha quý anh chị các bạn. Đến câu 4 này. Ba con gà có tất cả bao nhiêu cái răng? Ba con gà có tất cả bao nhiêu cái răng nha? 30 giây bắt đầu. Hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là gà không có răng nha. Chọn luôn nhỉ quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ 5 này. Con gì sinh ra đã được làm vua? Con gì mà sinh ra đã được làm vua nha? 30 giây bắt đầu. Hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là con cua hoàng đế nha, con cua hoàng đế. Mình chưa được ăn con cua này quý anh chị các bạn. Câu đố thứ 6 này. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới nha? 30 giây bắt đầu. Hai
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là nhà băng nha quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ 7 này. Bông gì không mọc từ cây? Bông gì không mọc từ cây? Cái bông gì mà lại không mọc từ cây nhỉ? 30 giây bắt đầu. Kỳ lạ thật đấy. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là bông tai nha quý anh chị các bạn. Bông tai. Đến câu đố thứ 8 này. Môn thể thao nào có cả vua lẫn hoàng hậu? Môn thể thao nào có cả vua lẫn hoàng hậu nha. 30 giây bắt đầu. Môn thể thao nào có cả vua lẫn hoàng hậu nha. Hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là môn cờ vua nha. Môn cờ vua nha quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ 9 này. Loại xe không có bánh thường ở đâu? Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Loại xe mà không có bánh thường thấy ở đâu? 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là trong bàn cờ vua nhé. Đó là con xe trong bàn cờ vua đấy. Đến câu đố thứ 10 này. Kiến nào không bao giờ ngủ? Kiến nào không bao giờ ngủ nhé. 30 giây bắt đầu. Kiến nào không bao giờ ngủ nhỉ quý anh chị các bạn? Câu này đơn giản, chắc là ai cũng trả lời được. Hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là kiến thức nha quý anh chị các bạn. Kiến thức. Và đã hết 10 câu đố ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video đến giờ phút này. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và đừng quên đăng ký kênh Dùng Chuông Bên Cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh Nguyễn Đức Hậu nha. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ cho nhiều người được biết. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.